Đây là Hyundai Elantra 2022, một chiếc xe mà tôi tin chắc chắn rằng là rất nhiều anh em ngoài kia đang mong chờ. Và không để anh em phải chờ thêm bất cứ một giây phút nào nữa, chúng ta hãy cùng ngay lập tức khám phá chiếc xe bán chạy nhất toàn cầu của Hyundai. Và ngày hôm nay ở đây là phiên bản N-Line cao cấp nhất. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Mê Xe. Đừng quên để lại một nút đăng ký để ủng hộ chúng tôi sớm đạt tới 300.000 subscriber. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hyundai Elantra thế hệ thứ 7 được phân phối và lắp ráp tại thị trường Việt Nam với tổng cộng 4 phiên bản và 3 tùy chọn động cơ gồm 1.6, 2.0 và cao cấp nhất là 1.6 turbo trên phiên bản N-Line đang đứng cạnh tôi đây ngày hôm nay. Về kích thước thì chiếc sedan hạng C mới của Hyundai dài hơn, rộng hơn nhưng thấp hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Sensual Sportiness hay là Parametric Dynamic là những cách diễn đạt đã rất là quen thuộc khi nói về những cái sản phẩm của Hyundai. Và không thể phủ nhận là hãng xe Hàn Quốc ngày càng có những cái điểm nhận diện thương hiệu rõ ràng và đồng bộ trên những sản phẩm của mình thời gian gần đây. Chúng ta đã có Tucson, Creta và mới nhất là Elantra. Tổng thể những đường nét thiết kế của chiếc xe này ở phía bên ngoài thì anh em có thể thấy rằng là được tạo thành bởi rất nhiều những cái hình tam giác xếp vào với nhau. Đầu tiên ở phần đầu xe, chúng ta có một cái cụm lưới tản nhiệt với cách làm đã rất là quen thuộc ở trên người anh em Tucson rồi. Và trên một chiếc sedan cỡ C như Elantra thì cụm lưới tản nhiệt này được làm kéo dài xuống dưới và mở rộng sang hai bên. Phần đèn chiếu sáng gần như là được tiếp nối luôn với cái cụm lưới tản nhiệt này. Ở đây thì chúng ta đã có hệ thống đèn chiếu sáng LED với 3 cái projector rồi. Cụm đèn định vị ban ngày cũng được làm khá là cầu kỳ. Cầu kỳ ở đâu? Đầu tiên là nó to bản, nó cũng là một cái điểm ăn nhập gần như là kết nối hoàn hảo vào cái cụm lưới tản nhiệt phía trước. Và cái thứ hai ấy, đấy là anh em sẽ để ý kỹ này, một cái đường cắt ở cái nắp capo này, nó cũng cắt luôn sang cái đèn định vị. Nói tới đây thì có thể thấy rằng là nhà sản xuất Hàn Quốc đã rất là tỉ mỉ khi thiết kế chiếc Hyundai Elantra này. Hơi đáng tiếc một chút khi mà hệ thống đèn xi nhan vẫn là một cái đèn halogen được đặt ở trong cái cụm lưới tản nhiệt này luôn. Ở phía dưới này thì chưa có sự xuất hiện của hệ thống đèn sương mù. Xe cũng đã có tới 4 cái cảm biến trước rồi. Đây là phiên bản N-Line thì chúng ta sẽ thấy một số những cái chi tiết N-Line ở phía bên ngoài. Đầu tiên, đây là N-Line ở cụm lưới tản nhiệt phía trước này, hay là ở mang cá cũng có chữ N-Line này, rồi một số những cái chi tiết body kit nữa. Ở phiên bản cao cấp nhất này thì Elantra cũng đã sử dụng mâm lên tới 18 inch rồi và bản lốp là 235. Kích thước này là xứng đáng với một chiếc xe được gắn mác là có gì đó là hiệu năng. Rồi kể cả tạo hình mâm cũng tiếp tục là những cái hình tam giác được đan cài vào với nhau. Và đây là logo Hyundai. Ở xung quanh còn có một cái bo tròn được phay theo dạng kim cương. Bước sang phía bên hông này tiếp tục lại là những cái hình tam giác. Và đây cũng là những cái cách đan cài, cái cách tạo hình rất là quen thuộc. Tuy nhiên lên tới một chiếc sedan hạng C như Elantra thì thực sự cái Sensual Sportiness hay cái Parametric Dynamic nó mới được thể hiện rõ và nó được làm trọn vẹn nhất. Anh em nhìn phía bên hông này, chúng ta còn có một cái thiết kế theo dạng fastback coupe và cái cột C gần như là được kéo dài tận cùng tới phần đuôi xe này luôn. Đây là điều mà Tucson hay Creta chưa làm trọn vẹn được như Elantra bởi cái thiết kế đặc trưng của những chiếc xe gầm cao. Ngay từ phần đầu xe đến phần hông xe, rồi kéo dài sang cả đuôi xe nữa, tất cả là một cái chỉnh thể thống nhất và tạo ra một cái cảm giác không có một chút cái sự dư thừa nào cả.
Trước khi bước sang phần đuôi xe thì tôi muốn anh em quan sát chiếc Elantra 2022 từ cái góc nhìn này. Cái góc chéo nhìn từ cái hông xe tới cái đuôi. Và theo tôi thì đây chính là đỉnh cao của Sensual Sportiness và Parametric Dynamics. Thực sự là nhìn cái góc này chiếc Elantra quá là quyến rũ. Góc này cộng với cái góc chính diện nhìn thẳng từ cái mặt ca lăng nữa thì thực sự là đẹp xấu. Nó là cái quan điểm rất riêng của mỗi người thôi. Nhưng cái sức hút, cái đập ngay vào mắt và cái khiến chúng ta phải chú ý tới chiếc xe này thì thực sự Elantra đang làm rất tốt điều đó. Rồi, tới cái phần đuôi xe này đi. Thì vuốt coupe này nó được kéo dài tới cái điểm tận cùng của cái cốp phía sau luôn. Và ở đây lại còn có thêm một cánh lướt gió được làm vảnh lên phía trên nữa. Phía dưới này là chữ Elantra. Đây là cụm đèn hậu dạng LED và được nối liền với nhau tạo hình thành cái chữ H. Đấy, anh em có thể thấy cái chữ H. Buổi tối sáng lên thì cái hiệu ứng thị giác rất là đẹp và tạo được một cái điểm nhận diện từ phía sau rất là rõ. Nhìn phát là biết đây là Elantra. Rồi muốn mở cái cốp này lên thì chúng ta bấm vào cái nút bấm ở đây. Cái cốp này còn có khả năng mở thông minh bằng chìa khóa nữa. Bấm chìa khóa thì cái cốp nó sẽ tự bật lên. Nhưng một cái điểm trừ nhỏ nhỏ đó là mỗi khi mà muốn đóng cái cốp này lại thì ở phía bên trong này chúng ta không hề có bất cứ một cái móc nào cả, mà phải để tay ra phía bên ngoài. Đấy. Xe sạch thì không sao, nếu xe mà bị bụi bẩn thì chắc chắn là sẽ bị bẩn tay. Cốp xe rộng rãi, tương xứng với kích thước của một chiếc sedan hạng C. Ở phía dưới này thì lốp dự phòng là lốp bé thôi, chưa có kích thước nguyên bản như là cái lốp đang được gắn ở trên xe. Đây, cái đuôi xe này quan sát từ phía xa cũng rất là đẹp và quyến rũ. Đấy. Ở phía dưới này thì có cái đèn hậu nhỏ nhỏ đây. Đúng kiểu chất N-line luôn và ống bô đôi làm lệch sang một bên. Trước khi tiếp tục khám phá khoang nội thất của chiếc Hyundai Elantra 2022 thì anh em đừng quên để lại một nút đăng ký để ủng hộ Mê Xe sớm đạt tới 300.000 subscriber. Cảm ơn anh em rất nhiều. Ngay lập tức khi bước vào chiếc xe này thì tôi đã cảm nhận được ngay cái trọng tâm của xe đã được ấn rất sâu xuống mặt đường. Đầu tiên là cái gầm xe thấp. Đấy, khi mà bước vào thì anh em sẽ phải có cái tư thế là người hơi hạ thấp xuống một chút thì mới vào trong xe được. Đấy, và khi ngồi ở cái vị trí ghế này cũng như vậy. Ngay lập tức là tôi cảm giác như là người tôi được ấn rất là sâu xuống dưới mặt đường. Rồi cái cách thiết kế, cái cách bố trí khoang nội thất này như cảm giác như ngồi trong cái khoang của một cái du thuyền khi tất cả mọi thứ được hướng vào phía người lái. Hai cái màn hình này, cái cụm điều khiển. Rồi đây, có hẳn một cái, không biết diễn tả đây là cái gì, một cái thanh nắm đi. Giới hạn lại cái khu vực tách biệt ra giữa người lái và người ngồi ở bên cạnh. Ở phiên bản N-Line này, chúng ta sẽ có một cái nội thất toàn bộ là màu đen, kể cả trần xe rồi ghế da. Rồi mọi cái chi tiết cấu thành lên khoang nội thất đều là màu đen hết và được điểm xuyết bằng những chi tiết chỉ đỏ ở táp vi cửa này, ở vô lăng này, rồi kể cả cần số ở đây cũng là cần số N-Line luôn. Đây thực sự là một chi tiết mà tôi cũng mong chờ khi mà chiếc xe này được mang về Việt Nam, bởi vì nhìn một số cái hình ảnh của chiếc Elantra này ở nước ngoài thì cái cần số ở những cái phiên bản thường ấy thì nó được làm cái kiểu nó hơi to, hơi thô một chút. Cái cần số N-Line này trông cái chỗ cái khu vực này đẹp hơn hẳn. Chưa kể là trên Elantra 2022 thì đã xuất hiện phanh tay điện tử và auto hold rồi. Bắt đầu từ phiên bản cận với phiên bản thấp nhất. Còn ở phiên bản thấp nhất thì chúng ta vẫn có cái trang bị là phanh tay cơ mà thôi. Điều hòa hai vùng độc lập, có sưởi ghế, có làm mát ghế. Hai cái phần màn hình ở trên này thì kích thước đều là 10,25 inch với những cái giao diện, với những cái cách hiển thị đã rất là quen thuộc khi mà chúng ta tìm hiểu trên Tucson hay trên Creta hay một số những cái sản phẩm của tập đoàn Hyundai thời gian gần đây rồi. Nếu cái cụm màn hình này mà được làm to hơn một chút nữa đi, lên tới kích thước là 12,3 inch và liền với nhau bằng một khối thống nhất luôn thì nhìn cái phía trước mặt người lái này trông nó sẽ thích mắt, trong chiếc xe sẽ còn đẳng cấp hơn nữa. Ở đây thì vẫn có sự xuất hiện của những cái viền nhựa ở xung quanh. Phía bên này thì có sự xuất hiện của cái nút Drive Mode. Hyundai gọi cái thiết kế của chiếc Elantra 2022 này là Streamliner
có thể hiểu như là những cái dòng suối được kết nối liền vào với nhau ở đây. Từ những cái đường chỉ đỏ này nối thẳng vào cái cụm điều hòa được làm ẩn xuống phía dưới của mặt táp lô, rồi kéo ra xung quanh, rồi những cái đường nét cũng liên tục được làm. Mọi thứ nó kết nối với nhau. Nó tương tự như cái cách mà nhà sản xuất Hàn Quốc đã chắp bút lên ở phía bên ngoài của chiếc xe này. Ghế của phiên bản N-Line thì cũng được tạo hình khác biệt một chút, ngồi sẽ cứng hơn, sẽ ôm lưng hơn và có cả sự xuất hiện của logo N-Line này. Xe thì chưa có sự xuất hiện của cửa sổ trời, gương ở đây là gương chiếu hậu chống chói bằng cơ thôi. Hệ thống thông tin giải trí thì màn hình 10,25 inch rồi, có khả năng kết nối Android Auto và Apple CarPlay, màn hình Navitel, và hệ thống giải trí thì vẫn là 6 loa thường thôi. Đối với cá nhân tôi, để nói rằng cái chất N-Line trên Elantra 2022 được thể hiện rõ nhất ở đâu về những mặt, về những thứ mắt nhìn, thì đó chính là cái vô lăng này. Đầu tiên là khâu chỉ đỏ, chúng ta đã nói rồi này. Rồi ở đây còn có cả da đục lỗ nữa và lẫy chuyển số dưới vô lăng được làm khá là to. Bệ tì tay to và khoang để đồ khá rộng rãi, ở đây có thể để được tới khoảng 3 chai nước nửa lít. Cái khoang để cốc này có một chi tiết nhỏ khá là thú vị, đó là với cái đế này thì anh em có thể thay đổi được. Nếu mà để những cái cốc nhỏ hơn, không cần phải quá sâu, thì có thể lật đổi lại. Đấy, thì nó sẽ thay đổi cái độ nông sâu của cái chỗ để cốc này. Ở đây thì tôi cũng đã thấy có sự xuất hiện của sạc không dây rồi. Camera thì vẫn là camera lùi thôi. Cái chìa khóa này thì cái cách tạo hình đã rất là quen thuộc rồi, nhưng ở đây thì anh em sẽ thấy thêm sự xuất hiện của đề nổ từ xa và một cái tính năng mở cốp thông minh. Đây là không gian hàng ghế thứ hai trên một chiếc sedan hạng C như Elantra thế hệ thứ 7, và với một người cao khoảng 1m7 và nặng 70 cân như tôi thì anh em sẽ nhìn thấy ngay cái tương quan giữa cái không gian và cái kích thước của người rồi. Cái lo ngại về việc rằng là cái cách thiết kế coupe và fastback thì có ảnh hưởng tới cái không gian ở trên đầu hay không, thì với một người như tôi thì chắc chắn là không ảnh hưởng rồi. Nhưng nếu một anh em nào đó cao khoảng 1m75 đến 1m80 thì đầu cũng sẽ hơi sát trần một chút. Cái này chắc chắn là cái chúng ta phải đánh đổi với một cái thiết kế fastback, nhưng theo tôi thì cũng không phải là một điều gì đó quá là phiền hà khi mà ngồi vào cái hàng ghế thứ hai của Elantra 2022 cả. Bởi vì là cái khoảng không gian để chân ở phía đằng trước còn rất là thoáng, và đặc biệt là cái ghế này theo tôi có độ ngả ở mức độ khá là tốt để có một cái chuyến đi dài với một cái tư thế ngồi đảm bảo cho chúng ta cái sự thoải mái. Phía sau cũng có cửa gió điều hòa, nhưng cái cửa gió điều hòa này thì lại chưa có cái nút để điều khiển cái độ to nhỏ của quạt gió thổi ra bên ngoài. Em đừng quên bấm đăng ký để ủng hộ Mê Xe sớm đạt tới 300.000 subscriber nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Này, bước vào cái cánh cửa, người cảm giác như ngồi ấn luôn xuống dưới sàn xe, đóng ùi một cái. Cái sự chắc chắn của khung vỏ rồi kể cả cái độ hoàn thiện của khoang nội thất có lẽ vẫn là một cái điểm mạnh của Elantra khi đặt trong mặt bằng chung của phân khúc sedan hạng C thời điểm hiện tại. Trước đó ở thế hệ thứ 6 đó cũng là một điểm mạnh rồi, và đến thế hệ thứ 7 này thì cái điểm mạnh nó tiếp tục được duy trì. Những cái như vậy đôi khi nói ra trong phạm vi của một video thì hơi khó để anh em có thể tưởng tượng. Nhưng mà khi nào chiếc xe này có ở đại lý thì anh em hãy thử đến và trải nghiệm xem sao. Xin được nhắc lại, Elantra 2022 được phân phối tại Việt Nam với 3 tùy chọn động cơ, là động cơ 1.6 thường, 2.0 thường và cao cấp nhất là động cơ 1.6 turbo. Cái cấu hình hộp số cũng có sự khác biệt, đó là hộp số 6 cấp trên hai cái phiên bản động cơ hút khí tự nhiên thông thường, và hộp số 7 cấp ly hợp kép trên phiên bản động cơ turbo này. Với cái phạm vi trải nghiệm trong video ngày hôm nay, để nói một cái gì đó thực sự quá chi tiết về khả năng vận hành của Elantra thì chắc chắn đó sẽ là những sự võ đoán và thiếu những cái trải nghiệm thực tế, sát thực. Nhưng với cái nền tảng trải nghiệm là một số những chiếc xe của Hyundai, chiếc Elantra thế hệ thứ 6 và gần như là tất cả những chiếc xe sedan hạng C đang có thị trường Việt Nam thời điểm hiện tại, thì tôi cũng mạn phép là chia sẻ với anh em một chút những cái cảm nhận rất ban đầu của tôi về khả năng vận hành của chiếc Elantra thế hệ thứ 7 này. Trước khi nói về khả năng vận hành thì chia sẻ với anh em một chút cái trải nghiệm của bản thân thôi. Đó là bước lên chiếc Elantra này khi mà với một cái vị trí ngồi
ấn sâu xuống dưới mặt đường. Thì đầu tiên nó là một cái trải nghiệm nó khá là thú vị, nó rất là thanh niên. Chỉnh cái vô lăng này xuống thấp hơn một chút nữa, rồi tất cả mọi thứ nó hiển thị ngay ở phía trước mặt đây, là cái màn hình đập thẳng vào mặt. Rồi một cái phần vô lăng N-Line được làm khá là cầu kỳ, từ chất liệu đến khâu chỉ, rồi đến hai cái lấy chuyển số rất to ở đây. Thì ngay lập tức thôi, chưa cần lái đã có một cái cảm xúc nó rất là thanh niên rồi. Và đây có thể coi là một cái điểm mạnh của xe Hàn khi mà tiếp cận với thế giới ô tô muộn hơn một chút so với những cái hãng xe tới từ Nhật Bản hay tới từ châu Âu chẳng hạn. Cả ba tùy chọn động cơ ở trên Elantra đều sử dụng cái cấu trúc Smart Tree mới đã rất là quen thuộc trên những cái sản phẩm của tập đoàn Hyundai Kia thời gian gần đây rồi. Cái ưu điểm của cái cấu trúc động cơ mới này đó là tối ưu giữa hiệu suất của xe và cái mức tiêu hao nhiên liệu. Khung xe cũng được sử dụng một cái cấu trúc mới nhẹ hơn khung xe cũ lên tới 15%. Dễ hiểu là như thế này, với cùng một chiếc Elantra với cùng cái khối động cơ này nhưng giờ đây thì xe đã nhẹ hơn với tải trọng là khoảng 2 người lớn. Rồi quay trở lại với những thứ mà chúng ta có thể cảm nhận được ngay khi mà bước lên chiếc Elantra này. Đầu tiên là cái khối động cơ. Đến thời điểm hiện tại thì tôi vẫn tự tin khẳng định là xét riêng về sức mạnh động cơ thì Elantra hiện tại đang là mạnh nhất ở trong phân khúc sedan hạng C. Động cơ với cái thông số lên tới khoảng hơn 200 mã lực. Đấy. Turbo chỉ cần mở một cái thôi thì chiếc xe ngay lập tức lao lên phía trước và người ấn sâu xuống dưới mặt đường. Khi mà đạp chiếc xe này ở cái tốc độ cao thì tôi mới phát hiện ra thêm một cái công dụng của cái tay nắm đặt ở vị trí này, để cho người ngồi ở phía bên cạnh nếu chẳng may mà cái ông lái ông ấy có húng quá, ông ấy đạp ga hăng quá thì bám vào đây cho nó chắc. Hay kể cả người lái với những cái pha vào cua gắt thì hoàn toàn là anh em có thể để một tay bám sang phía bên này đó, để người ngồi trong xe được ổn định hơn. Tuy nhiên thì cái ở trên một chiếc xe phổ thông thì cái độ lag của turbo, cái khoảng chuyển giữa động cơ đang sử dụng hút khí tự nhiên và thêm cái sự can thiệp của turbo vào, nó đang thể hiện khá là rõ khi mà tôi đề ba chiếc Elantra này. Đây, chúng ta sẽ cần khoảng nửa giây để cái tín hiệu từ cái chân ga có thể truyền được xuống cái động cơ khi mà turbo mở lên để đẩy chiếc xe vào lên phía trước. Với những ai thích lái xe, thích cái trải nghiệm đặc biệt là khi mà tăng tốc, thì anh em sẽ thấy cái giá trị của một cái hộp số 7 cấp ly hợp kép là nó như thế nào so với những cái cấu hình hộp số biến mô thông thường hay là hộp số CVT. Cá nhân tôi thì sử dụng cái hộp số ly hợp kép 7 cấp này, đây là trải nghiệm cá nhân thôi nhá. Tôi thích nhất cái cảm giác là khi mà chúng ta đang đi với tốc độ loanh quanh khoảng tầm 60-80 km/h, đang đều đều chân ga nhá. Ví dụ đang đi ở cái đường cao tốc, đang đều đều chân ga khoảng tầm loanh quanh 60-80 km/h đúng không? Cần phải vượt xe đúng không? Ngay lập tức kích đao, xe nhảy phát 3 cấp số và chiếc xe ngay lập tức vụt lên phía trước và dần dần các cái cấp số lại được tịnh tiến đẩy dần lên. Thực sự đây là một cái cảm giác rất là đã khi mà trải nghiệm xe ở cái thao tác tăng tốc và khi mà đẩy xe lên cái tốc độ cao. Và với cái hộp số ly hợp kép 7 cấp này, tôi tin chắc rằng là cái trải nghiệm cầm lái của chiếc Elantra phiên bản 1.6 Turbo N-Line này sẽ là một cái điều rất là hứa hẹn với anh em khi đang tìm kiếm một chiếc xe mà đem lại cảm giác vui vẻ ở cái tầm tiền này và ở cái phân khúc này. Một cái khác biệt của bản N-Line so với 3 phiên bản còn lại tới từ hệ thống treo, khi trên phiên bản này đã được sử dụng treo liên kết đa điểm chứ không còn là treo thanh xoắn nữa rồi. Cái treo liên kết đa điểm ở trên Elantra thế hệ thứ 7 đã được làm tốt hơn rất nhiều so với cái thế hệ thứ 6. Thế hệ thứ 6 với cái treo liên kết đa điểm, chúng ta có một chiếc xe êm ái rồi, phản hồi tốt với những cái rung động ở dưới mặt đường rồi. Và với cái hệ thống treo đa điểm thì mọi cái dao động khi mà nó truyền tải vào cái lưng của người lái hay lưng của những người ngồi bên trong xe, nó sẽ tạo ra một cái cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều so với cái hệ thống treo thanh xoắn. Và đây cũng là một cái chi tiết nhỏ thôi nhưng cũng tạo cái cảm giác ngồi trên xe, cảm giác chiếc xe nó đắt tiền hơn, nó đẳng cấp hơn so với một cái hệ thống treo sử dụng treo thanh xoắn. Nhưng cái sự khác biệt của cái treo liên kết đa điểm trên thế hệ thứ 7 so với thế hệ thứ 6 đó chính là cái hệ thống treo này đã được ổn định tốt hơn. Ở trên thế hệ thứ 6 với chiếc Elantra mà tôi đã từng trải nghiệm và làm video ở trên kênh Mê Xe cho anh em xem rồi ấy, thì tôi có nói rằng là cái hệ thống treo đó, khi mà anh em đi qua những cái đường mấp mô ở cái tốc độ cao hay là khi lắc lái ở khoảng 120 km/h thì anh em sẽ có cái cảm giác là xe nó bị văng đuôi
và chiếc xe nó không thực sự ổn định và trả lại được cái trạng thái cân bằng tốt. Bây giờ đến thế hệ thứ 7 thì điều này trên Elantra đã được làm rất là tốt rồi. Khi mà đi ở dạy tốc độ cao lắc lái thì gần như chiếc xe trả lại cái trạng thái cân bằng rất là nhanh. Và đây, với một người thích lái ở cái tham chiếu là vận hành, là những cái cảm giác lái thú vị, thì đây cũng là một cái cải tiến cực kỳ quan trọng ở trên chiếc Elantra 2022. Nói về khả năng cách âm, nói về tiếng ồn ở trên một chiếc xe thì không chỉ có thông số decibel, đó còn là kiểu tiếng ồn và dạng tiếng ồn nữa. Và tựu chung lại ở trên Elantra thì cái khả năng cách biệt với môi trường theo tôi đánh giá là tốt, và tất cả những cái rào rào, những cái tiếng mà vọng vào trong khoang xe nó không gây cái cảm giác khó chịu. Với phiên bản N-Line và với cái phần ghế được làm hơi cứng đấy, thì với những người mà thích hiệu năng, thích kiểu lái xe như tôi thì tôi rất là thích cái phần ghế này. Đặc biệt là một người hơi hay bị đau lưng nữa thì cái đệm ghế nó cứng và nó giữ chắc cái lưng của mình, là một cái cảm giác dễ chịu và thoải mái khi mà đi xe. Nhưng với những ai mà thích cái sự êm ái hơn một chút, thích mềm mại hơn, thì ngồi cái ghế này ở đường dài thì sẽ thấy hơi cứng và hơi khó chịu. Đây là cái sự đánh đổi thôi. Và trên một phiên bản như N-Line thì với cái ghế làm như thế này cũng là một cái sự hợp lý. Vô lăng độ siết khá tốt, khá là chắc tay, và cái tín hiệu truyền xuống dưới bánh xe cũng ở mức độ khá là chính xác theo từng cái chuyển động. Đây, lắc nhẹ một cái thôi là xe gần như là nghe lời theo cái sự điều khiển của người lái rồi. Nhưng mà vẫn là cái cách mà tôi đã diễn đạt khi mà nói về những cái phần vô lăng ở trên xe Hàn nói chung, và cụ thể là xe Hyundai. Đó là cái phần vô lăng này nó có siết đấy, nó có độ nảy đấy, nhưng vẫn có một cái cảm giác là nó hơi bị khiên cưỡng một chút. Tức là cảm giác như là nhà sản xuất Hàn Quốc cố gắng là siết cho cái vô lăng này nó chặt hơn, chứ cái độ liên tục, cái độ mạch lạc khi mà liên hệ giữa cái vô lăng này với những cái chuyển động ở dưới bánh xe thì thực sự là cũng chưa phải là nó tốt giống như những cái gì mà chúng ta có thể cảm nhận một cách mơ hồ về cái độ siết của cái vô lăng này. Khi mà chuyển sang cái chế độ sport thì cảm giác là đạp ga một cái là cái xe nó níu, nó lập tức nó níu người lái ấn rất sâu vào cái ghế. Đây, cảm giác như là lúc nào chiếc xe nó cũng sẵn sàng để nó chồm đi. Lái xe này đã thật sự. Quan trọng là khi chúng ta yên tâm khi mà lắc lái, một phần là cái trọng tâm thấp và một phần là cái hệ thống treo được làm rất là ngon rồi, nên là khi anh em chuyển làn ấy, anh em sẽ thấy rất là yên tâm. Nếu ở trên chiếc thế hệ thứ 6 thì chắc chắn là tôi sẽ không thể nào yên tâm để chuyển làn như cái pha vừa rồi, mà khi tôi đã ngay lập tức tăng tốc và lắc lái, khi mà cái moment xoắn cực đại nó đang đạt ở một cái mức độ cao nhất. Đấy, ui. Anh em nghe cái tiếng bụp 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 của bô rất đã. Hơi đáng tiếc một chút khi lên tới cái phiên bản cao cấp nhất này chưa có sự xuất hiện của cái gói an toàn chủ động. Đối với một người trẻ thường xuyên sử dụng những cái gói an toàn chủ động, đặc biệt là những cái tính năng như là Adaptive Cruise Control khi mà đi ở đường cao tốc ấy, thì đối với tôi đó là một sự đáng tiếc. Nhưng với anh em ngoài kia thì thực sự những cái tính năng an toàn chủ động anh em có thường xuyên dùng hay không, và anh em sẽ lựa chọn là một chiếc xe có gói an toàn chủ động với giá cao hay là một chiếc xe đầy đủ những cái trang bị khác, lái hay, vui vẻ và thiếu đi cái gói an toàn.